các bạn, mình là Minh Phượng và rất vui lại được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Trong những video trước đây thì Minh Phượng đã giới thiệu cho bạn cách tạo và tải các mẫu CV xin việc miễn phí và đẹp, cũng như là cách so sánh lương, tra cứu lương để có cho mình một mức lương phù hợp nhất. Vậy các bạn thử đoán xem hôm nay Minh Phượng sẽ lại mang đến cho bạn tính năng hữu ích gì nào? Không để các bạn đợi lâu, hôm nay trong video này thì Minh Phượng sẽ mang đến cho bạn tính năng tạo và tải các mẫu sơ yếu lý lịch nhanh và chuẩn nhất. Cụm từ sơ yếu lý lịch chắc chắn rằng nó đã khá quen thuộc với mọi người rồi phải không? Nhưng mà Minh Phượng vẫn muốn mang đến cho bạn một định nghĩa ngắn gọn và dễ hiểu hơn về cụm từ này. Sơ yếu lý lịch là những thông tin căn bản nhất về một người, một bản kê khai lý lịch những cái thông tin cá nhân bao gồm họ tên, độ tuổi, năm sinh, quê quán và thông tin liên hệ của nhân thân như là cha mẹ, anh chị em hay là những người bảo hộ của bạn. Khi một người đi làm sơ yếu lý lịch thì có đến 90% chứng minh rằng người này đang cần tìm việc làm. Từ lúc này thì hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, như là khi đi công chứng sơ yếu lý lịch thì bạn cần mang theo những gì, hay là công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu và sơ yếu lý lịch được công chứng thì có thời hạn là bao lâu. Và để giải đáp những thắc mắc này thì ngay sau đây Minh Phượng sẽ đưa ra những thông tin cho mọi người nhé. Đầu tiên là với câu hỏi khi đi công chứng sơ yếu lý lịch thì bạn cần mang theo những gì, lúc này thì bạn nhớ phải mang theo những cái giấy tờ như là sổ hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân, photo. Lúc này thì bạn cần lưu ý phải chuẩn bị ít nhất là 2 bản, bởi vì khi đến phòng ban công chứng họ sẽ giữ lại 1 bản để lưu trữ hồ sơ. Tiếp theo là về vấn đề công chứng sơ yếu lý lịch, bạn cần công chứng ở đâu? Bạn có thể đến những cái ủy ban nhân dân phường, xã hoặc có thể công chứng ngay tại địa phương nơi bạn đang đăng ký hộ khẩu thường trú. Mỗi bản sơ yếu lý lịch công chứng thì thường có thời gian trong vòng là 6 tháng sử dụng. Bạn cần phải chú ý thời gian này để có thể đi công chứng những cái bản sơ yếu lý lịch mới, chuẩn bị cho quá trình tìm việc làm. Để làm được một bộ sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh, bạn cần mất khá là nhiều thời gian, từ việc đi mua hồ sơ đến việc điền thông tin cá nhân, còn chưa kể đến việc công chứng nữa đấy. Vậy để quá trình làm sơ yếu lý lịch nhanh và dễ dàng hơn thì hôm nay Minh Phượng sẽ chia sẻ cho bạn một tính năng tạo và tải miễn phí các mẫu sơ yếu lý lịch online tại Tìm Việc 365. Minh Phượng có thể chắc chắn rằng các bạn sẽ thích ngay trong lần đầu tiên sử dụng cái tính năng này và sẽ chẳng bao giờ làm cái sơ yếu lý lịch kiểu truyền thống như trước kia nữa đâu. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây Minh Phượng sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo và tải các mẫu sơ yếu lý lịch chỉ có tại Tìm Việc 365. Hãy cùng trải nghiệm tính năng này với mình nhé. Bước 1, bạn truy cập website tìmviec365.vn. Vào mục góc chia sẻ, bạn chọn sơ yếu lý lịch online. Lúc này thì hệ thống sẽ đưa bạn đến một trang mới. Hãy tiến hành đăng ký nếu chưa có tài khoản, hoặc đăng nhập đối với những bạn đã là thành viên của website. Bước 2, tạo sơ yếu lý lịch riêng. Tại mục sơ yếu lý lịch sẽ hiển thị cho bạn những mẫu khác nhau để lựa chọn sử dụng một cách phù hợp nhất. Lúc này để tiếp tục, bạn nhấn bắt đầu tạo, hệ thống sẽ đưa bạn đến một giao diện mới để điền nội dung thông tin vào bên trong những mẫu đã có sẵn. Bước 3, lưu hồ sơ hoặc tải hồ sơ về máy tùy theo nhu cầu. Sau khi đã nhập đầy đủ các trường thông tin có sẵn trong các mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật thì bạn có thể lựa chọn lưu lại hồ sơ trên website hoặc trực tiếp tải các bản sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh về máy. Chỉ với 3 bước đơn giản như trên là bạn có thể tạo cho mình một mẫu sơ yếu lý lịch miễn phí rồi đấy. Điểm đặc biệt của tính năng này tại Tìm Việc 365, đầu tiên đó là cho phép người dùng tạo và tải hoàn toàn miễn phí những cái mẫu sơ yếu lý lịch đẹp nhất. Tiếp theo là các mẫu sơ yếu lý lịch có 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật, Hàn và Trung. Tiếp theo nữa đó là mẫu sơ yếu lý lịch này có thể thay đổi theo từng đối tượng và mục đích sử dụng cho bạn. Ví dụ như là có những cái mẫu sơ yếu lý lịch xin việc, những mẫu sơ yếu lý lịch xin học bổng và cả những mẫu sơ yếu lý lịch xin visa nữa đấy. Thay vì phải mất thời gian ra quán, bây giờ bạn chỉ cần ngồi tại nhà là đã có ngay một bộ sơ yếu lý lịch đầy đủ và còn phù hợp với cả mục đích sử dụng của mình nữa. Tính năng này quả thật là rất là hữu ích phải không các bạn? Vậy còn chờ gì nữa mà bạn không đăng ký Tìm Việc 365.vn ngay thôi. Minh Phượng còn rất là nhiều điều hữu ích khác muốn chia sẻ cho các bạn trong những cái video tiếp theo. Vậy nên hãy đăng ký kênh và theo dõi Minh Phượng các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.